Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình của môn Toán lớp 6 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn Toán lớp 6 sách cánh diều. Trong video hôm nay chúng ta sang phần 2 của bài 5. Hai la mã nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Các em sang phần hoạt động 2. So sánh 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 4 và 2 mũ 7. Thì 2 mũ 3 chúng ta có thể viết thành 3 thừa số 2 nhân với nhau. Thì 2 mũ 3 là tích của 3 thừa số 2. Tương tự 2 mũ 4 các em viết thành 4 thừa số 2 nhân với nhau. 2 mũ 4 là tích của 4 thừa số 2. Như vậy kết quả của 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4 thì lúc này sẽ là tích của 7 thừa số 2. Tích của 7 thừa số 2. Đúng không? Như vậy các em có thể viết là 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4 bằng 2 mũ 7. 2 mũ 7 này chính là 2 mũ 3 cộng 4. Từ đó các em rút ra quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 4 là phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, và cụ thể là cùng cơ số 2. Khi nhân 2 lũy thừa cùng cơ số thì các em giữ nguyên cơ số và các em chỉ việc lấy số mũ cộng với nhau. Ở đây 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4 thì các em giữ nguyên cơ số là 2. Các em chỉ việc lấy số mũ cộng với nhau. Số mũ là 3 cộng 4 bằng 7. Rồi đây thầy giáo có ví dụ khác. 4 mũ 3 nhân 4 mũ 8 thì đây là phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, cụ thể là cùng cơ số 4, thì các em giữ nguyên cơ số là 4. Sau đó các em lấy số mũ cộng với nhau. Cơ số giữ nguyên, còn số mũ thì các em lấy số mũ cộng với nhau. 3 cộng 8, đúng không? Tức là bằng 4 mũ 3 cộng 8. 3 cộng 8 bằng 11. Như vậy kết quả bằng 4 mũ 11. Rồi tiếp theo các em sang phần kiến thức trọng tâm. Khi nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Và ở đây người ta viết dưới dạng tổng quát là A mũ M hay là A lũy thừa M nhân A lũy thừa N thì sẽ bằng cơ số A giữ nguyên, số mũ là M cộng N. Rồi tiếp theo là các em sang ví dụ 5. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Ở đây người ta không yêu cầu các em tính mà yêu cầu các em viết dưới dạng một lũy thừa. Ví dụ câu E là 3 mũ 2 nhân 3 mũ 6. Đây là phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, cụ thể là cùng cơ số 3. Thì cơ số 3 các em giữ nguyên, còn số mũ thì các em sẽ lấy là 2 cộng 6. Lấy số mũ cộng với nhau, 2 cộng 6. Rồi 2 cộng 6 bằng 8. Ta có là kết quả bằng 3 mũ 8. 3 mũ 8. Ở đây người ta không yêu cầu các em tính mà chỉ yêu cầu các em viết dưới dạng một lũy thừa thôi. Câu B. 5 nhân 5 mũ 6. Thì số 5 các em có thể viết thành 5 mũ 1. Bất kỳ một số tự nhiên nào các em có thể viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là chính nó và số mũ là 1. 5 thì bằng 5 mũ 1. 1.000 thì bằng 1.000 mũ 1. Rồi,
5 mũ 1 mà nhân với 5 mũ 6 thì dễ rồi. Phép nhân giữa hai lũy thừa cùng cơ số. Cơ số 5 giữ nguyên. Số mũ là 1 cộng 6. 1 cộng 6 bằng 7. Tiếp theo các em sang phần luyện tập và vận dụng 3. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Câu E. Ở đây người ta chỉ yêu cầu các em viết dưới dạng một lũy thừa thôi, không cần các em phải tính ra kết quả bằng bao nhiêu. 2 mũ 5 nhân với 64 này. Ở đây chúng ta thấy là 2 mũ 5 rồi, mà người ta yêu cầu các em viết dưới dạng một lũy thừa thì chắc chắn lũy thừa này sẽ có cơ số là 2 rồi. Bởi vì ở đây chúng ta đã có 2 mũ 5. Như vậy số 64 này các em sẽ phân tích ra xem nó bằng 2 mũ mấy. Phân tích ra bằng 2 mũ mấy, cơ số là 2 thì các em phải lấy 64 chia cho 2 bằng 32. 32 chia 2 thì bằng 16. 16 chia 2 thì bằng 8. 8 chia 2 thì bằng 4. Rồi 4 chia 2 thì bằng 2. 2 chia 2 thì bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thừa số 2. Rồi 2 mũ 5 nhân với 64 bằng tích của 6 thừa số 2. 6 thừa số 2 như vậy cơ số là 2, còn số mũ là 6. Phép nhân giữa hai lũy thừa cùng cơ số thì cơ số 2 các em giữ nguyên. Số mũ là 5 cộng 6. Rồi 5 cộng 6 thì bằng 11. Ta có 2 mũ 11. Tiếp theo các em sang câu B. 20 nhân 5 nhân 10 mũ 3. Ở đây chúng ta có 10 mũ 3 thì chắc chắn là cơ số sẽ là 10 rồi. Các em sẽ viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 10. Ở đây các em nhận thấy 20 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 100 đúng không? Rồi 100 nhân 10 mũ 3. Số 100 này các em sẽ viết dưới dạng một lũy thừa có cơ số là 10. Cơ số là 10 thì các em lấy 100 chia 10 bằng 10. 10 chia 10 thì bằng 1. Như vậy là 100 bằng 10 nhân 10. 10 nhân 10, 2 thừa số 10. Như vậy số mũ là 2. Rồi nhân với 10 mũ 3. Đến đây thì dễ rồi. Cơ số là 10. Số mũ là 2 cộng 3. 2 cộng 3 bằng 5. Như vậy là bằng 10 mũ 5. Tiếp theo em sang phần 3 la mã. Chia 2 lũy thừa cùng cơ số. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số thì các em giữ nguyên cơ số và các em lấy các số mũ các em cộng với nhau. Như vậy chia 2 lũy thừa cùng cơ số thì các em làm như thế nào? Các em sang phần hoạt động 3. So sánh 2 mũ 5 chia cho 2 mũ 3 và 2 mũ 2. Thì 2 mũ 5 bằng 5 số 2 nhân với nhau. Tức là tích của 5 thừa số 2. Còn 2 mũ 3 là tích của 3 thừa số, 3 thừa số 2. Kết quả của 2 mũ 5 chia cho 2 mũ 3 thì các em có thể áp dụng cách tính các em đã học từ chương trình tiểu học. 2 mũ 5 là tích của 5 thừa số 2. Các em chia cho 2 mũ 3 là tích của 3 thừa số 2. Rồi, đầu tiên là các em chia cả tử và mẫu cho 2. Chia tiếp cả tử và mẫu cho 2. Chia tiếp cả tử và mẫu cho 2. Thì lúc này chỉ còn là 2 nhân 2. Ở đây có 2 thừa số 2 thì các em viết thành 2 mũ 2. Đúng không? Ở đây các em nhận thấy 2 mũ 2 nó bằng là 2 mũ 5 trừ 3. 5 trừ 3. Tức là khi chia 2 lũy thừa cùng cơ số
thì các em giữ nguyên cơ số, còn số mũ thì các em trừ đi nhau. Được chưa? Nhân thì các em lấy số mũ cộng với nhau, còn chia thì các em lấy số mũ trừ đi nhau. Đơn giản vậy thôi. Rồi các em sang phần kiến thức trọng tâm. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số, và các em lưu ý là cơ số phải khác không nha, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ. Rồi dạng tổng quát là A mũ M chia cho A mũ N thì bằng A mũ M trừ N. Điều kiện ở đây cơ số là phải khác không. Khác không có nghĩa là không được bằng không. Và số mũ M phải lớn hơn và ít nhất là bằng số mũ N. M mà bé hơn N thì chúng ta không trừ được. Như vậy là M phải lớn hơn ít nhất là bằng N. Ở đây người ta quy ước A mũ 0 bằng 1 với điều kiện là A khác không. A mũ 0 bằng 1. Ở phần trước thì chúng ta biết là 8 mũ 1 bằng 8. A mũ 1 bằng A. 8 mũ 1 bằng 8. Ở đây chúng ta học thêm được kiến thức mới là A mũ 0 thì bằng 1. Như vậy 8 mũ 0 bằng 1. Rồi 9 mũ 1 bằng 9. 9 mũ 0 bằng 1. Tiếp theo em sang phần ví dụ 6. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Câu A là 4 mũ 6 chia cho 4 mũ 2. 4 mũ 6 chia cho 4 mũ 2. Phép chia giữa hai lũy thừa cùng cơ số. Giữ nguyên cơ số là 4. Số mũ các em lấy số mũ trừ đi nhau. Số mũ là 6 trừ 2 bằng 4. Như vậy là kết quả bằng 4 mũ 4. Ở đây các em viết dưới dạng một lũy thừa thôi. Các em không cần phải tính 4 mũ 4 bằng bao nhiêu. Rồi câu B là 5 mũ 3 chia cho 125. Chia cho 125. Ở đây 5 mũ 3 tức là chúng ta có cơ số là 5. Do đó 125 thì các em sẽ viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 5. Như vậy là các em sẽ lấy 125 chia 5 bằng 25. 25 chia 5 bằng 5. 5 chia 5 bằng 1. Như vậy 125 bằng tích của 3 thừa số 5. Tích của 3 thừa số 5. Do đó 125 các em viết thành 5 mũ 3. Rồi 5 mũ 3 chia 5 mũ 3 thì bằng 5 mũ 3 trừ 3. Đúng không? 5 mũ 3 trừ 3 thì bằng 5 mũ 0. Thực ra 5 mũ 0 bằng 1. Nhưng ở đây người ta không yêu cầu các em viết kết quả. Không yêu cầu các em viết kết quả. Mà yêu cầu các em để dưới dạng là một lũy thừa. Cụ thể là các em để là 5 mũ 0. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 4. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. A là 6 mũ 5 chia 6. 6 mũ 5 chia 6. Thì số 6 này các em có thể viết là 6 mũ 1. Sáu mũ năm chia sáu mũ một thì bằng sáu mũ năm trừ một, đúng không? Cơ số giữ nguyên, lấy số mũ trừ đi nhau. Năm trừ một bằng bốn. Như vậy là bằng sáu mũ bốn. Tiếp theo em sang câu B. 128 chia cho hai mũ ba. Ở đây chúng ta có hai mũ ba, cơ số là hai. Như vậy là 128, các em sẽ viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 2. Cơ số là 2 thì các em sẽ chia cho 2. 128 chia 2 bằng 64. 64 chia 2 bằng 32. 32 chia 2 thì bằng 16. 16 chia 2 thì bằng 8. 8 chia 2 thì bằng 4. 4 chia 2 thì bằng 2. 2 chia 2 thì bằng 1. Như vậy chúng ta có 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thừa số 2. Như vậy số mũ là 7. 128 bằng 2 mũ 7.
2 mũ 7 chia cho 2 mũ 3 thì bằng 2 mũ 7 trừ 3 và bằng 2 mũ 4. Rồi các em chỉ cần viết dưới dạng một lũy thừa thôi, không cần các em phải tính ra xem nó bằng bao nhiêu. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.